Ngày hôm nay em sẽ đưa tới các bác một dụng cụ mà các bác nhà mình đã chờ đợi em khá là lâu. Đó là thuốc muỗi Nhật. Một dòng thuốc muỗi cao cấp và chất lượng như thế nào thì em sẽ chi tiết để cho các bác nhà mình nắm bắt được nhá. Về hôm nay thì em sẽ có thuốc muỗi này, thuốc kiến này và nhất là thuốc ruồi. Và đặc biệt là những cái dụng cụ đồ chăm cây như kích mầm, kích rễ của Nhật, của Mỹ em sẽ đầy đủ nhá. Và hơn nữa thì em sẽ có truyền dịch cứu cây cấp tốc trong cái mùa làm cây của các bác hôm nay. Keo liền sẹo giá 25.000, thuốc kiến giá 5.000 và những gói kích mầm thì giá chỉ có 10.000 thôi các bác anh nhá. Các bác đang cần loại nào thì em sẽ chia sẻ về cái sản phẩm mà các bác nhà mình đã chờ đợi em cả tuần. Có bác phải chờ đợi em cả tuần đây. Đó là dòng thuốc muỗi Nhật nhập khẩu. Thuốc muỗi này thì với một năm các bác nhà mình chỉ xịt 2 lần thôi. Về dòng thuốc muỗi Nhật này nhá, thì em đang đưa tới các bác là dòng 600EC, là dòng cao cấp nhất chai nhôm này các bác này. Cái thuốc này ấy, nó sẽ giúp cho các bác nhà mình xử lý hết sạch muỗi trong cái thời điểm mà đang rất là nhiều muỗi. Thì với nọ thuốc này chuyên cung cấp cho bộ y tế, các bác nhà mình sẽ sử dụng vừa an toàn vừa chất lượng. Và cái nồng độ của nó thì sẽ không có một loại nào có 600EC như thế này các bác nhé. Giá của nó sẽ là 100.000 đồng trên một nọ. Đây là thuốc muỗi Nhật nhé. Còn em về thuốc ruồi một chút. Đầu tiên là em lên về thuốc ruồi và thuốc muỗi. Đó là hai cái dụng cụ mà các bác nhà mình rất là cần. Bác nào cần bình phun thì em có bình phun nhé. Cái bình phun thuốc ruồi thuốc muỗi này em có đấy. Hôm nay không biết là nó lấp đâu rồi đấy. Bác nào mà kết hợp thêm cả bình nữa thì em có cả bình. Em có cái bình phun xương mạnh lắm. Về thuốc ruồi thì sao? Đây các bác này, thuốc ruồi thì em cũng sẽ đưa tới các bác dòng thuốc ruồi kinh. Trong thời điểm mà nhà bác làm mà có cỗ mà sắp sửa dịp Tết rồi, mà ruồi khi mà mình dọn mâm cơm mà nó bay vào ấy, thì thật sự rất là khó chịu. Mà nhà mà có cỗ, có em nhỏ ấy, thì các bác nhà mình hãy xịt cái dòng thuốc ruồi này. Cái thuốc ruồi này các bác nhìn này, nó sẽ là chế phẩm diệt ruồi trong gia dụng và y tế nha các bác nhá. Đấy, và với cái thuốc ruồi đặc biệt thì em đã sử dụng rồi. Các bác nhà mình phun sáng thì chiều nó sẽ chết bằng sạch luôn. Ở trong bếp sẽ không còn một con nào. Đấy, cái thuốc ruồi gọi là thuốc ruồi kinh. Và với một gói nó sẽ là 50.000 đồng cho một gói. Còn nếu như các bác mà mua cái dòng chai, nó đắt lắm, nó toàn 400-600 một chai thôi. Cái chai thuốc ruồi nó rất chi là đắt nha các bác nhé. Nhưng mà em sẽ đưa tới các bác là 50.000, hiệu quả số 1 luôn, thuốc ruồi kinh. Đấy, còn về thuốc kiến thì sao? Thuốc kiến thì đây các bác này, thuốc kiến này thì nó chỉ có 5.000 đồng thôi. Em sẽ nêu ra cái tác dụng của nó để cho các bác nhà mình được biết nhé. Hôm nay bác nào mà đang cần tới sản phẩm gì mà muốn hỏi em thì các bác nhà mình cứ bình luận ở dưới cái video này để em trả lời các bác. Và các bác nhà mình muốn mua hàng thì hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video nhé. Và quan tâm tới hàng nghìn sản phẩm của bên em như thế này thì các bác nhà mình nhớ cho em xin một like nhé. Nhấn chuông và nhấn ngay đăng ký kênh của em để xem được thật nhiều. Với dòng thuốc kiến này các bác này có 5.000 đồng một gói thôi. Nhưng mà nó sẽ giúp các bác nhà mình mà khi trồng cây trộn, các bác nhà mình khi trộn phân vào cây, rất là những cái cây quý, các bác kiến nó đùn nó sẽ bị chết cây. Thì các bác nhà mình hãy trộn 1-2 gói kiến này vào trong cái phân bón ấy. Bếp nhà các bác mà ẩm thấp có những tổ kiến đỏ, tổ kiến đen và có rán nhé. Các bác sử dụng ngay gói này cho em, chỉ có 5.000 đồng thôi. Đấy, và em sẽ chi tiết tới các bác về đồ làm cây này. Nhà em chuyên về đồ làm cây mà, nhưng mà thuốc muỗi này các bác rất chi là cần. Cái lọ keo hồng thì chuyên dành cho các bác nhà mình làm cây công trình này, bôi keo liền sẹo này, giá 25.000 đồng trên một lọ. Lọ to, có lọ to như thế này keo hồng nhá là 60.000. Còn lọ này keo đen, keo xám, gọi là keo xám thì đắt hơn. Cái lọ keo xám to là 100. Và cái lọ keo xám nhỏ này thì nó là 50. Đấy, keo xám là keo liền sẹo. Thì ngoài ra em có cả keo liền sẹo của Nhật đấy nhá. Đường ơi, Đường có lọ keo liền sẹo của Nhật lắm, cho chị mượn một lọ luôn. Đấy, và em sẽ gửi tới các bác. Đó là dịch cứu cây cấp tốc trong mùa làm cây này. Các bác nhà mình mà đánh cây công trình, cam, bưởi, tất cả các loại bóc luôn ra cho chị nhá. Cam, bưởi, tất cả các loại mà các bác muốn dinh dưỡng truyền cho cây một cách nhanh nhất. Truyền cho cây một cách nhanh nhất này. Đây là cái này là cái keo liền sẹo của Nhật. Nếu như bác nào mà ưa dùng đồ xịn quen rồi thì các bác sẽ dùng loại này. Cái keo liền sẹo của nhập khẩu của Nhật này thì nó giá của nó cao, nó là cái dạng típ như này, bên trong của nó là màu vàng. Giá của nó đang là 350.000 đồng trên một hộp, là em miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn nhé. Keo liền sẹo của Nhật. Còn về dịch cứu cây thì hiện tại em đang có loại 80.000 đồng trên một gói, 100, 120, 150. Thì các bác sử dụng loại nào? Đấy, dịch cứu cây thì nói với các bác, đây là những gói dịch 1 lít. Cái dịch này nó sẽ truyền sức sống cho cây nhanh nhất, phát triển cho cây nhanh nhất luôn, phục hồi nhanh nhất. Bởi vì em đã chuyên cung cấp cho các bác nhà vườn. Đấy, và với dịch cứu cây này này các bác này, thì mỗi một gói này nó là 1 lít.
nó sẽ là một lít thể tích như thế này các bác nhé. Và em đang đưa tới các bác là 150.000. Các bác chưa biết cách truyền thì bảo em nhé. Truyền như là người truyền nước ấy, nó sẽ tiếp dinh dưỡng cho cây một cách nhanh nhất, phát triển mầm, chồi và lá và rễ toàn diện cho cây luôn. Về gói truyền dịch này, em cam kết với các bác là các bác nhà mình cây mà yếu thì hãy truyền đi. Bởi vì em chuyên cung cấp cho nhà vườn lớn, em biết rồi. Thuốc muối rất chỉ là nhiều nhá. Đấy, còn tiếp tục tới kích mầm, kích chồi. Đưa tới các bác một dòng kích mầm. Nguyên liệu của nó nhập khẩu từ châu Âu luôn. Các bác này, cái này thì nó là quá tốt rồi. Bởi vì một ngày em đưa cả 1000 gói trong cái dịp xuân này để gửi tới các bác. Trăm cây này, trăm tất cả các loại này. Giá của nó là 10.000 đồng trên một gói các bác nhé, 10.000 đồng. Còn bên em còn có cả thuốc bọ trĩ. Nhiều bác hỏi thuốc bọ trĩ bên em thì diệt độc bọ trĩ hay là gì, thì hôm nay em sẽ nêu cái công dụng của bọ trĩ hai chiều nha em, nó như nào. Cái này nó là dòng thuốc sâu nha các bác nhé, lưu dẫn hai chiều này. Lưu dẫn hai chiều thì về cái dòng thuốc này thì các bác nhà mình sẽ dẹp dày lâu bọ trĩ, bọ nhảy, ruồi vàng, dày xanh, dẹp sáp, bọ phấn, diệt tuyệt đối luôn. Và em sẽ tặng cho các bác thêm một gói bám dính như này. Và các bác lưu ý nhé, cái gói lưu dẫn hai chiều này này, ví dụ những cái thuốc bình thường thì con ruồi vàng tất cả các con nó vẫn có thể quay lại sau tầm nửa tháng, nhưng riêng cái gói này sau nửa tháng quay lại sẽ chết bằng sạch các bác nhé, và không có con nào có cơ hội lột xác để sống lại được. Về cái dòng thuốc tiêu bọ trĩ này của bên em dành cho các bác nhà mình làm cây, làm lúa, làm hoa màu, hồ tiêu, tất cả đều được. Về gói bọ trĩ này 30.000, mua một tặng một nha các bác nhé, là 30.000 như thế này. Đấy, còn về cái đầu trâu phân bón này thì em cũng đưa tới các bác là 50.000 một cân. Các bác có thể chăm tất cả các loại cây. Đấy, còn về đạm trì của Nhật là một cái dung mà là một cái dạng mà chuyên để cho các bác thì mình chăm bón cây cảnh đấy các bác này. Đấy, gói này là gói 6 lạng với giá là 100. Gói này gói 2 lạng là 40.000. Đạm trì của Nhật tuy nó nhỏ này, các bác thì mình bón một chút xíu nhá, đừng bón nhiều. Đấy, cái này không có bón nhiều đâu, bón một chút xíu thôi, tốt lắm các bác ạ. Đạm trì của Nhật. Đấy, và tiếp tới là một cái dụng cụ mà cần thiết đối các bác làm cây và rất chỉ là cần đây. Các bác lưu ý hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều H101. Nhưng mà các bác đã biết tới đại lý em thì các bác đã biết được một đại lý chính chuyên cung cấp về đồ làm vườn, đồ làm cây. Với lọ H101 em đang đưa tới các bác, em đang bán cho người ta bán lẻ ra nha, bán buôn bán lẻ loại xịn là 60.000 đồng một ống đấy. Nhưng mà các bác đến về nhà em hôm nay em sẽ đưa tới các bác là 40.000 loại xịn luôn. 5 ống này là em miễn phí ship tới tận nhà. H101 nó là 6cc, dòng kích rễ đậm đặc của Nhật Bản các bác nhá. Nhật Bản nhập khẩu nguyên bản luôn đấy các bác ạ. Đấy, còn các bác thì mình muốn mua kích rễ của Mỹ đây. Cái này 20.000 đồng trên một nọ. Cái này là chiết xuất nhá, của Mỹ. Từ 5 lọ là em miễn phí ship kích rễ. Còn về T90 đây các bác này, T90 được kiểm định. Và hôm nay em sẽ đưa tới các bác cái loại đậm đặc, cái loại vàng đậm như này. Là loại đậm đặc hơn nha các bác nhé. Là giá là 100.000 đồng trên một lọ T90. Đấy, còn tiếp tới là em sẽ đưa tới các bác là kích rễ của Mỹ. Kích rễ của Mỹ và kích mầm của Mỹ giá 150.000 đồng trên một chai đây các bác này. 150.000 đồng kích mầm, kích rễ. Còn các bác thì mình muốn mua nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ thì em sẽ có Biorot nhập khẩu từ Mỹ cao cấp luôn các bác nhé. Chai này là 450.000 đồng trên một chai kích rễ của Mỹ. Còn bác nào mà sử dụng kích rễ gói này thì giá của nó chỉ 15.000 đồng cho một gói thôi. Kích rễ này gãy kích rễ Trung Quốc, nhưng mà các bác làm vườn sử dụng rất chi là nhiều, em toàn về chục thùng một thôi. Đấy, 15.000 đồng một gói nhé. Còn trong năm nay các bác nhà mình đang cần một bộ sản phẩm mà kích quả ngay từ phút ban đầu, sắp sửa tới mùa rồi. Thì cái này này, nó đã chuyên để cho các bác nhà mình sử dụng là sai hoa đậu quả ở giây phút ban đầu. Ví dụ cây chớm tới mùa ra hoa là các bác phun cái này. Cái này nó là siêu bo, ca đi kẽm. Đấy, nó là sai hoa đậu quả hạn chế thối nứt này, quả non, tất cả các loại từ giai đoạn ban đầu là các bác phải phun ngay cái này để cho nó đậu quả, đậu hoa. 10.000 đồng một gói. Sau đó khi quả của bác trưởng thành đã lớn lớn rồi thì các bác phải sử dụng vẫn là đậu quả này các bác nhé. Và cái này nó sẽ là to quả và đẹp mã đậu quả, vẫn là thành phần đậu quả đấy ạ. Còn thành phần cuối cùng là trong cái mùa năm nay các bác nhà mình mà muốn cho quả ngọt, quả đẹp, tẩy tràm, sáng trái, quả to, bóng trái, cái này là 40.000 đồng một gói. Như đồng thời các bác lại phun được 4 bình cơ, mỗi bình là 25 lít. Của gói này đấy, cái này là 10.000 nếu các bác phun được một bình nhá. Cái này nó còn có một cái gói siêu ngọt đi theo 10.000 đấy, nhưng mà em chả biết đâu, em mới đưa tới các bác là 3 gói như này thôi, một bộ giúp sai quả. Đấy, ngoài ra thì em sẽ có các loại thuốc mà sen cắn cành em có nhá. Keo tránh lâm 80.000 đồng trên một gói kìa. Kìm kéo em đủ hết tất cả các loại thuốc mối này. Đây là thuốc mối này các bác này, thuốc mối trị mối, 100.000 đồng trên một nọ. Bác nào chưa biết cách dùng thì gọi điện cho em. Còn đây là cái humic chuyên để kích mầm chồi này các bác này.
Còn các bác nhà mình mà cần B1 thái thì đây ạ, B1 thái chuyên cung cấp dinh dưỡng cho cây đặc biệt, 40.000 đồng trên một lọ. Các bác nhà mình cần lọ to thì lọ này nhá, lọ nửa lít này là 130, còn lọ 1 lít thì là 200. Đấy, và bên em thì chuyên cung cấp nhá, em có cả siêu lân xanh nhá. Siêu lân xanh này các bác này, siêu lân xanh. Lọ này là lọ 40.000. Của nó là 10, 50 và 10. Đấy, còn cái này là gói siêu lân xanh 10.000. Còn đây là lọ 3 màu 40.000 đồng trên một lọ. Đấy, như các bác nhà mình xem thì em còn có cả kích rễ gói to dành cho cây công trình, kích rễ những loại cao cấp. Và em có dây nhôm uốn cây cảnh này, đất Nhật Akama này các bác này. Đất Nhật Akama em có đủ size SS, SML, giá siêu rẻ tại đại lý em. Chỉ cần các bác nhà mình gọi điện trực tiếp lên đầu số điện thoại trên màn hình, em sẽ tư vấn và cũng như là gửi tận nhà các bác nhé. Đấy, sẽ còn rất nhiều đồ nữa đây. Xi đánh gỗ dọ hoa 30.000 đồng một cái kìa. Bác nào mà xem được video này mà đang quan tâm, đang muốn mua sản phẩm gì, đang muốn tham khảo thật nhiều, các bác nhớ cho em xin một like các bác nhé. Nhấn chuông và nhấn ngay đăng ký kênh của em để theo dõi và cũng như mua những cái sản phẩm đồ chăm cây, đồ làm cây với giá thấp nhất tại đại lý luôn. Em sẽ cung cấp trên 63 tỉnh thành của đất nước. Bác nào ở đâu cũng có thể mua được, chỉ cần các bác alo hoặc kết bạn vào Zalo để em gửi mẫu cho các bác thì mình xem nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.